Ok, giờ tôi xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá từ Tổ quốc. Hôm nay tôi được loại một clip gồm một lô mồi dít nha người. Thì đa phần lô mồi dít này đa phần sẽ là hàng lô, hàng kiện về. Đó. Có những con còn rất là mới luôn người. Đó, còn bao luôn. Đây. Như con này đây. Đó. Cảm quan rất là tốt. Rất là mới luôn. Đó. Thì có một vài con nó sẽ qua sử dụng. Rồi, để mình lên cụ thể từng con cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi anh tổng. Nếu hàng lỗi không clip shop lên á thì anh em cứ gửi về shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Gửi cho mọi người mã số 1. Thì mã số 1 gửi cho mọi người một con dít nha mọi người. Con dít này đã qua sử dụng. Con này là 60g nhé. Đây, 60g. Đó. Đây, anh em thấy phản quang nó rất là tốt luôn. Đó. Đây, rất là tốt. Đó. Rất là thúc cá nha. Cái này chuyên về cho anh em dít biển câu gần. Rồi, giá mã số 1, giá con này 45k nhé. Đây, nó còn 45k vì nó có xây xác nè. Đó. 6 tí 45k mã số 1. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là cho mọi người là một con dít biển. Thì con này còn bao luôn. Nó còn rất là mới. Đó. Con này hình như là chưa qua sử dụng. Thì con này là 40g nha người. 40g. Rồi, mã số 2, giá là 50k nhé. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 vẫn vậy, một con dít biển. Đó, con này cũng 40g nữa nha mọi người, 40g. Đó, phản quang nó rất là tốt. Đó, đây. Rất là xịn nha. Rồi, giá con này vẫn là 50k nha mọi người, 50k cộng ship, mã số 3. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 thì con này vẫn là 40g nha mọi người. Đây, 40g. Đó, phản quang rất là đẹp. Mấy cái này thì chưa có dấu hiệu sử dụng luôn, chưa dấu hiệu cá cắn lắm mọi người. Đó, còn rất là đẹp nha. Đó. Rồi, mã số 4 giá công khai vẫn là 50k nhé. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 đây cho mọi người một con dít biển, thì con này vẫn là 40g nhé, 40g, phản quang rất là tốt, rất là đẹp. Đó. Rồi, mã số 5 vẫn là 50k nhé, 50k cộng ship mã số 5. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6, số 7 thì là hai con dít này nó cùng màu, cùng ngoại hình. Đây, con này là 60g nha người, 60g. Đó, rất là đẹp, phản quang rất là tốt nè. Đó, rất là thúc cá nhé. Thì mã số 6, số 7 giá là 60k một con nha người, 60k một con. Đó. 60g nhé, cái này 60g, 60k một con. Rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó, máy này là dạng chưa qua sử dụng luôn. Đó, còn rất là mới. Mã số 6, số 7. Mã số 8. Mã số 8 vẫn vậy, vẫn rất là đẹp. Đó, chưa có dấu hiệu qua sử dụng. Đó, đây. Đó, rất là đẹp nhé. Con này là 60g nha mọi người. Con này 60g. Ngoại hình rất là đẹp, phản quang cực kỳ tốt. Rồi, giá vẫn vậy nha mọi người. 60k. Mã số 8. Tiếp theo mã số 9, số 10. Số 9, số 10 thì nó cùng màu, cùng ngổn nha mọi người. Đó, cái này nó còn tuổi luôn. Đó. Phản quang nó rất là đẹp nè. Đây. Rất là đẹp nha mọi người. Đó. Đây. Nên mình thu hút cá là khỏi bàn. Đó. Rất là xịn nha. Rồi, giá mã số 9, số 10, giá cũng vậy mọi người, 60k. Dít này sẽ là 60g nha mọi người. Dít này 60g, 60k. Mã số 9, số 10. Mã số 11. Số 11 là một con dít 60g. Đó. Cũng còn rất là đẹp. Đây. Ngoại hình thì khỏi phần cỏ chay, phản quang thì cực kỳ tốt. Rồi, giá cũng là 60k nhé. Tiếp theo mã số 12. Mã 12 lên cho người là một con dít biển. À, con dít này nó dẹp mọi người, hình thôi nè. Đó. Phản quang nó thì cũng cực kỳ ok nhé. Đây, miếng này thốt cá là rất ok nhé. Con này là khoảng là 60g mọi người, 60g, mã số 12, giá cũng là 60k. Tiếp theo mã số 13. Đây, mã số 13 vẫn là một con dít biển. Đó. Con này còn tuổi. Đây. Rất là đẹp nhé. Đây, phản quang của nó còn cực kỳ ok nha mọi người. Đó. Rồi, mã số 13 giá cũng là vậy, 60k. Tiếp theo mã số 14. Mã số 14 là con dít 60g nha mọi người, 60g. Đó.
tên của nó đây. Vít này cũng còn rất là ok, con này đã qua sử dụng nha, có xe sát, con này vít dẹp nha người. À, rồi giá cũng vậy người, giá cũng là 60k, mã số là số 4, 60k. Tiếp theo mã số 15, mã số 15 lên cho người là một con vít biển, tên của nó đây mọi người. À, con vít này thì còn lử luôn nha mọi người. À, lử nó còn rất là mới nè, đó, và màu nó cực kỳ thốt cá luôn, đó, rất là đẹp. Màu này mình nhìn còn mê đó mọi người, đây, đó, rất là đẹp nha. Rồi mã số 15, giá là 70k nha người, 70k mã số 15. À, mã 15 60g nhé. Tiếp theo mã 16, mã 16 cũng vậy, đó, rất là đẹp nhé. À, còn lử luôn, à, lử còn rất ok nè, đó, màu thì rất là xuất sắc đây. Đó. Rồi mã số 16, giá cũng vậy người, giá cũng là 70k, đó. À, con này 60g. Tiếp theo mã số 17, mã 17 lên cho người vẫn là một con mồi dạng anh kim nữa nè, đó, 7 màu, rất là đẹp, phản quang cực kỳ tốt, rất là thú cá luôn. Con này thì 80g nha người, con này thì 80g. Đó. Rồi giá áo vẫn vậy, giá là 70k nha người, đó, mã số 17. Tiếp theo mã số 18 và 19, thì mã số 18, 19 sẽ lên cho người là hai nhít cùng màu nè, đó, cùng màu cùng xây, xây là 60g, à, xây là 80g những người, à, 80g. À, con này đã qua sử dụng thấy nó có xe sát nè, nó quay điểm nè, à, còn rất ok nhé, phản quang còn ok nè, đó. Rồi giá công khai mã số 18, 19 giá là 65k người, 65k một con, à, mã số 18, 19. À, con 18 nó con lử nữa nha mọi người, à, con lử còn con bực nhìn nữa nè, đó. À, 80g nhé. Tiếp theo mã số 20 và 21, mã số 20 thì khoảng một con mồi 80g, đó, 80g đây, phản quang cực kỳ ok nhé. Ừ, rất là đẹp màu hồng. Rồi mã số 20 giá cũng vậy người, 65k nhé, 65k mã số 20. Tiếp theo mã 21, 21 vẫn vậy nha mọi người, 21 vẫn là 80g, 80g và sẽ là 65k, 80g, 65k, rất là đẹp nhé. Còn tủ nha mọi người, màu cực kỳ nhảy cá, phản quang cực kỳ tốt. Tiếp theo mã số 22, đây 22, đây con 22 này còn lửng lắm người, mà lửng thấy nó bị oxy quá rồi. Thì con 22 này thì nó sẽ là 80g mọi người, 80g vào màu nó đây cực kỳ đẹp nhé, rất ok, rất kỳ là đẹp. Đó. Rồi giá công khai mã số 22, giá cũng là 85, giá cũng là 65k nha mọi người, 65k. Đó. Con này 80g, 65k. Tiếp theo mã 23, đây 23, đó, dạng 7 màu, đó, thì con này có xe sát chóc sơn rồi mọi người, đó, chóc lớp mạ rồi, đó, con này đã qua sử dụng. Rồi mã số 23, 80g, giá 40k nha mọi người, đó, 80g, 40k, mã số 23. Tiếp theo mã số 24, đây 24 đây, rất là đẹp nhé, con này còn tối luôn. Lấy ra xem. Đó. Này cái túi ra xem. Hít luôn mọi người. Đó. Rồi, đây mọi người, mã số 24 nha. Đó, con này rất là đẹp. Hai dạng chưa qua sử dụng nè, đó, con lử luôn. Đây, phản quang nó cực kỳ xịn nhé. Ừ. Khỏi phải bàn, cũng như phản quang. Rồi, con này thì 80g nha người, 80g. Giá công khai là 70k nha người, 70k, mà còn 80g, mã số 24.
Tiếp theo mã số 25. Đây 25 một con mồi. Thì con này là 100g mấy người, con này 100g, con lửng luôn. Đó, lửng đây, rất là xịn nhá. Đây. Màu phản quang cực kỳ ok. Con này 100g, giá 75k người. 75k 100g. Con mã số 25. Tiếp theo mã số 26, 27. Mọi người, 26, 27 cũng vậy thôi. Đó. Mồi dít 100g. Đó, phản quang cực kỳ ok. Đó. Đều là con lửng hết trơn nha mọi người. Đây. Lửng nó đây, đó. Mã số 27 thì nó còn lửng, lửng nó còn mới nè, đó. Mã số 26 lửng nó bị xù quá một tí rồi. Cũng còn rất ok nha, mình cảm giác nó rất là bén. Đây ạ. Mới nói móc điều tài rồi. Rồi, giá công khai một con mã số 26, 27, giá cũng vậy nha, giá 75k. Đó. Rồi tiếp theo mã số 28. Đây 28 là con dít phản quang rất là tốt luôn. Đó. Con này là 95g nha người. Đó, con này 95g phản quang cực kỳ xịn sò. Đây. Rất là đẹp nha. Rồi giá công khai con này 95g mã 28 giá 70k nhé. Tiếp theo mã số 29 thì 29 con này còn tuổi nha mọi người, nó còn tuổi nè. Lửng đây, lửng còn rất là bén luôn, rất là bén, nó xịn. Đó, lửng này còn rất là mới. Phản quang con này đây, đó. Hỏi vàng nha mọi người, rất là đẹp. Con này thì 80g nha mọi người, con này 80g. Đó, rất là ok nha mọi người, rất là đẹp. Rồi, giá công khai mã số 29, giá là 75k nha này, 75k mã 29. Tiếp theo qua đây, qua đây là mấy con mồi dít lớn tí. Tiếp theo là mã số 30 là con mồi dít đây. Đó. Màu cũng ok mọi người. Đó. Đây. Đây. Con này là 135g này, 135g. Có bị hơi chốc tí nè, nhưng còn rất là mới. Đây, 135g. Rồi, giá dạng con này bán thanh lý. Mã số 30, giá là 50k, 135g. 50k. Tiếp theo mã số 31. 31 thì con này còn siêu đẹp luôn. Đây. 135g này, 135g, siêu đẹp. Rất là đẹp nhé. Phản quang cực kỳ xuất sắc. Đó. Rồi, giá công khai mã số 31, giá là 75k rồi nha mọi người. 75k mã 31. Tiếp theo mã 32. 32 lên con vẫn là siêu đẹp luôn. Con này 150g. Đó. Rất là đẹp nhé. Rồi, con 550g này giá là 80k người, 80k 150g. Đó, rất là đẹp nhé. Tiếp theo mã con số 32, 33. Tiếp theo 33, con này còn tuổi luôn. Đó, đây. Con này vẫn là 150g. Đó. Rất là đẹp nha mọi người. Đó, một con dít biển 150g. Đó. Xuất sắc, rất chi là đẹp. Con này mã số 33, giá vẫn vậy, 80k nhé, 80k. Tiếp theo mã cuối cùng, mã 34. Đây, 34 lên cho người đây, nó đây, phản quang của nó đây. À, rất là ok ha, rất là thốt cá. Rồi, mã 31 này giá 34. Con này nặng là 160g. Đó, 160g, giá cũng vẫn vậy, 80k nha mọi người. Đó. Đó là 34 mã dít lên mọi người hôm nay. Nếu mà ưng con nào có thể chốt để shop số điện thoại shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Thì do dít chứng này về nhiều quá mọi người thì shop sẽ chia ra khoảng 2 clip mọi người nhé. Đây. Bên đây là mấy con dít mà hạng nặng nè. Mấy dít hạng nặng, mấy dít dạ quang nè mọi người.
Đó. Đây. Đó. Con này hình như là 400g người. Đây, mình dứt hàng nặng nha. Cái này thì mình sẽ lên clip sau cho mọi người nhé. Đó, thì mình sẽ lên clip trước này cho mọi người xem. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.